biết không, có một điều các bạn nam rất ít để ý là làn da nam giới có kết quả nhờn hoạt động mạnh gấp 4 lần so với lại nữ giới. Cộng thêm việc các bạn nam rất là hay lười chăm sóc da nên rất là dễ gặp tình trạng mụn. Vì thế hôm nay bác Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn nam hai bước chăm sóc da mụn hiệu quả. Các bạn nam có lười đến mấy thì cũng có thể thực hiện được, chỉ chưa đến 3 phút. Bước 1 là làm sạch da với loại sữa rửa mặt phù hợp. Thì có lưu ý ở bước này là phải chọn đúng sản phẩm. Vậy da mụn và da nhạy cảm thì nên chọn sản phẩm thế nào? Là chọn sữa rửa mặt có thành phần thiên nhiên, lành tính và phải có độ pH an toàn. Để giải thích cụ thể hơn về lưu ý này thì bác Thanh sẽ test cùng với lại sản phẩm mà bác Phiên dùng dành cho các bạn nam, đó là Oxy Total Anti Acne. Đây thử với quỳ tím thì sản phẩm Oxy có độ pH là 5.5 đến 6.5 như này thì an toàn và phù hợp. Sau khi chọn đúng sản phẩm, các bạn nam kết hợp với việc rửa mặt đúng cách là ổn. Thì cách này quá đơn giản rồi cho nên là bác sẽ không nói thêm nhé. Thế vì sao bác Thanh chọn kem rửa mặt Oxy Total Anti Acne cho các bạn nam, đặc biệt là với làn da mụn? Vì sản phẩm này có khả năng là kháng khuẩn nè, các hình thành như mụn mới nhờ hai thành phần Biotin và BHA nhưng không làm da bị khô căng do có độ pH lành tính như đã test ở trên. Cùng với đó là công nghệ Hyratest cấp ẩm x 2 lần, đây là điều Khanh thích nhất ở sản phẩm này. Rửa mặt xong thì bước 2 cần kết hợp với việc sử dụng sản phẩm chấm mụn trong chu trình trị mụn để đạt được hiệu quả cao. Ưu tiên sản phẩm có chứa các hoạt chất như là salicylic acid, retinol, azelaic acid, không chứa hương liệu, paraben và các thành phần gây hại cho da. Với nồng độ salicylic acid phù hợp, dòng sản phẩm Anti Acne Smooth Gel của thương hiệu Oxy đã làm rất tốt vai trò điều trị mụn. Đặc biệt sản phẩm còn chứa chiết xuất từ tea tree oil tự nhiên với công dụng kháng khuẩn, kháng viêm hiệu quả. Tiếp đó là niacinamide giúp ức chế melanin, mờ thâm mụn, phục hồi da hư tổn. Bộ đôi kem rửa mặt Oxy Total Anti Acne và Oxy Anti Acne Smooth Gel được kiểm nghiệm da liễu về mức độ an toàn cho làn da sạch, khỏe, ẩm, ngăn ngừa mụn hiệu quả. Chi tiết sản phẩm thì Khanh sẽ để link ở dưới đây nha. Cả nhà cùng tham khảo, mua sắm và trải nghiệm nhé. Bye bye.